Hai vợ chồng miền Tây xin chào cả nhà nha. Rồi tiếp tục hành trình như những ngày thường lệ cả nhà, hai chồng nên đi đặt chuột nữa nha. Thì giờ này thì nói chung là mặt trời xuống rồi cả nhà nè, đó lên anh quay cho đó, mặt trời xuống rồi nha. Thì ở đây khu này thì người ta đã cắt hết rồi, thì nên đặt dòng theo bờ hầm này nha. Bờ hầm này dạy vô tới trong đó luôn, hôm trước thì nên đặt vô bờ hầm đó, dạy vô trong đó. Thì hôm nay nên đặt mép bên này nha, tại hôm qua bữa trước thì bên đây chưa cắt, rồi bữa nay nó mới cắt à. Thì nên đặt mép bên đây. Thì giờ người ta cũng đang đốt đồng rồi cả nhà. Thì bữa thì nên dựng cái lều ở chổng, bây giờ thì người ta đốt đồng rồi nên dỡ cái lều rồi. Giờ không biết tối nay ngủ đâu đây, chắc di dời địa điểm ra ngoài này quá cả nhà. Cái này dựng liều ở quá. Thì giờ này cũng đã chiều rồi nè, tối rồi, gần sập mặt trời rồi. Có mấy người đó như tối nay chắc vui rồi cả nhà. Tại vì có mấy người đó kìa, chắc đi chụp chim á, đã đi chụp chim đêm á đó. Ở đó có hai vợ chồng canh đó kìa. Rồi ở bên này cũng có mấy người nè, đó bên đó cũng có 3-4 người đó kìa, bà xã lên kìa. Rồi chào các bạn. Hi, chào cả nhà. Bà xã nên nãy giờ đi móc lúa rồi cả nhà, móc được đống lúa luôn à. Rồi thôi giờ nên cũng hẹn cả nhà lại tối nay nha. Tối nay chừng nào nên cứ đi thăm á, thì nên sẽ quay tiếp cho cả nhà xem nha. Để giờ này cũng tối cả nhà, để hai chồng nên kiếm chỗ dựng cái liều, dựng liều tối nay ngủ nha cả nhà. Rồi hẹn cả nhà lại tối nay nhé. Hai vợ chồng miền Tây xin chào cả nhà nha. Thì giờ này cũng 7:40 rồi cả nhà, hai chồng nên sẽ đi thăm bẫy chuột nha. Ở ngoài đó có người ta bắt chim nhóc cái dần kìa nha, nó đèn sáng sáng ngoài đó, sáng trắng ngoài đó. Người ta đi bắt chim, bắt chim đêm nữa cả nhà, mà người ta bắt người ta mở nhạc um sùm cho luôn. Tâm ta để nhạc á, người nào cũng có cái máy hát nhạc chân á, rằng ta đi đừng cho chim nó nghe tiếng chân của mình á, đừng nghe sột sạt chim nó không có bay. Người nào cũng mở cái máy ra nghe sùm động luôn, cũng 4-5 người vậy á. Nãy mới đông, giờ người ta về bớt đó, nãy đâu 6-7 người giờ đây về hết hai ba người về rồi. Nên cũng xin mời cả nhà cùng theo vợ chồng nên trải nghiệm đi thăm những cái bãi chuột nha. Mong rằng bữa nay sẽ có lý hơn ha cả nhà. Bãi nền thì đặt tuốt bên kia lận. Rồi thôi giờ để chừng nào qua tới cái bãi á, rồi nên sẽ quay cho cả nhà xem nha. Giấc tối này đi có hơi rung rắc á, cả nhà thông cảm nha. Lúng quá lúng rồi cả nhà, mấy chỗ này là chỗ lúng không nè. Rồi thôi để chừng nào qua tới cái bãi rồi nên sẽ quay tiếp ngay cả nhà. Rồi, qua tới cái bãi của nền là dính con chim chứ không phải là dính con chuột. Trời ơi trời, phóng số đầu số cổ trên nó. chắc người ta đi bắt là bắt mấy con chim nữa đó. Bắt mấy con chim đó, mấy con chim đó ta làm gì cũng biết. Ồ đây dính con chuột bự cả nhà, đu ngọn chạy láng xóng không mà không ít chạy quá cái nha. Dính chuột bự đây, để nên gài lại cái nha. Bà xã nên nói dính con chuột bự hai con hả, đâu mẹ dọn nè. Dính con chuột bự nó lăn xuống đây cái gì. Kể đi. Ủa hai con luôn, hai cái hẹm, hai con chuột bự nè, chạy lăn đường mòn lăn sóng nè, bên đây nè, nó đi không dính. Ồ, nó chạy sạc sạc luôn đó, chim như đây nhóc ở chân này nha, kìa nguyên bầy luôn kìa, nó nhà thấy không, nó bay đó, nó bay nhóc cho nó. Ồ đó, bay lừ luôn đó nha. Đây. Nhóc có chân kìa.
rẽ đi, nó muốn gãy cái ấy luôn mà nó không xuống. Ồ, chim nó bay quá trời luôn. À, nha. À, nó bay nhắc có chân đó. À, để nên nhưng máy gai gạt lại nha. Đây dính con bự này nha. Cầm khác vô á. Chụp bộ bự không à? Không gai. Thôi, mấy cái đó gai. Đây nó gai. Đây hai cái dính hai con nha. Cái bộ nó. Đó còn đèn còn. Em cầm ở trên cái quai đó không bởi vì cầm hả? À, bắt đó ổ luôn đi. Chút anh gai lại. Cái quai ông yếu thì cái đó cái quai yếu em cầm gì ấy mà. À, để nên gà lại. Đó dính con bự nữa. Về. Ờ đó người ta bắt mấy con chim đó. Chim đậu. Đây nó cũng đến bờ, à, chim nè cả nhà, chim thứ nãy dính gạch nãy cả nhà, nó người ta bắt chắc mấy người đi bắt chim, người ta bắt mấy chim đó đó cả nhà, còn hai ba người đắng à, nó còn mấy người đắng, ta bắt người ta bán, người mua sinh đủ thứ cho nghe, nói chung là săn bắt mua sinh, cái gì có tiền là người ta làm à. Những không có mà làm chuyện gì hổ thẹn với lương tâm là được. Rồi, ở đây nên gài lại cái này. Bà xã này nó dính đường con rồi. Ồ, cái hang này nó chui ra nữa nè. Cái hang này chiều bích đùng giờ môi ra nè. Mà không thấy cái đường nó xuống. Bích bùng là ông biết sao không? Mấy ổng nhém lại đó. Nhé yeah. Lấy cây gài đó xuống đi, chứ trên đó có cái, trên đó cái hàng dính cái là hết rồi. Để nên mẹ cái hàng dưới này. Để nên gài lại cái này. Mẹ cái hàng dưới này nha. Được không? Cái này ông đặt sao mà thấy nó nặng ngay như đâu? Ừ, nó như thế đó. Đó dính con kìa. Ủa, chuột nhỏ chạy kìa. Nó chạy như chăng đây nè. Ồ, đằng đó như dính đó hay gì kìa. Nè, gài cái đó đi. Nè, gì cái này là gài đấy. Nè. Ê, tôi quay cho. Trời, quay cho. Kìa đó dính con chuột nhỏ với con chuột bự luôn cả nha. Nè. Đó dính con chuột bự. Với bên đây dính con chuột nhỏ nè. À, để nên gài cái gập này lại cả nhà. Đôi dính con rồi. Cho bá. Bá bự. Không gì vừa đó. Để nè. Coi coi. Cái này, ồ, cái này chút quớt. Cái này đường mòn láng lứt luôn. Mà không dính. Đặt mấy cái đường mòn nhìn thấy nó tin tưởng luôn nha. Cho cái cò này nó sủ sủ vậy. Ừ, gài đi. Chị nào có nữa nên quay tiếp nha. Đây dính con bự nữa nha. Hốt rồi bột. Hai đứa luôn. Ờ. Đưa đi. Hai đứa được luôn. Con nào ba trước? Chắc con bé quá. Nó. Con nào con bé cũng ba trước mà. Quá nửa bụng rồi. Cả nó. Chuột cũng mau đẻ lắm. Rồi, khi nào có nữa quay nữa nha. Đèn còn nữa. Cái bên. Con này lỡ. Bự ra. Cái này chút quá. Ồ, cái này dính con chuột bự hết sức luôn nha. Nè, dính con bự hết sức bự luôn. Bự cho bá hình luôn. Để nó gãi nó đi. Đây một em bự nữa nha. Lộn của mèo. Nè, chập ba luôn con chuột đực. Dính con chuột đực. Ê.
Dông sáo. Rồi đấy nên gương máy bắt chuột cái nha. Tin tưởng luôn. Ừ. Dính con bự nha. Này vừa. Đùn mòn tin tưởng ghê mà không có. Nãy xém chút xíu vụt con bự. Dính này kìa. Bởi gì? Bẻ cái quai ấy nha. Bẻ cái quai dính ngược á, dính ngược ra. Để gài lại cái nha. Đây dính còn chuột bự này nha. Đây với đó có một con nhỏ đó em. Thấy không? Nhỏ đâu đó đó. Đây con bự này nha. Bự vừa chứ không có bự quá. Vô. Đây, để nên gài lại nha. Đây con nè. Đó dính con chuột nhỏ này nha. Cái chân cái cà. Đây dính con bự nè. Cái này nó cứ dính không. Ồ cái đó chết quá rồi. Ồ cái đó dính rồi kìa cả nhà. Vô. Đây dính con nè. Ồ, hai đứa luôn. Hai đứa được luôn. Hai đứa về chung một nhà. Để má gài cái này lại cái nha. Đó dính đường con bự rồi nè. Dê. Đó một con nữa hả? Bành chi. Vô. Rồi để nên gài lại. Đang con bự nè. Mẹ mày khỏi chạy. Vô. Gài. Gài lại cái này. Cái con tay gài không được. Đây. Đây con bự. Đó con nữa kia nha. Hai con. Đây con. Ồ, xúc cái cờ. Cái này đặt. Ừ, cầm sát vô á. Vậy đó. Tại cái cây đó nó yếu lắm. Cái cầm sát á. Rồi, để mình gài lại nha. Nhỏ. Để dính hai con, hai cái hai con luôn nha. Mà hai con chuột mini. Hai con chuột gắn, đó một cái, đây một cái. Thằng này dính nó gì nè. Thằng này một cái nè cả nhà. À, ba cái liên tiếp luôn. Ba cái cả nhà. Tới cái thứ tư không dính nè. Ba cái dính ba con. Ba con chuột gắn ngay nha. Để nên gài lại chứ. Đó dính con chuột cá nha. Vô khúc tới chơi, vô khúc xích chồng chút xíu. Thấy em. Vô xích khúc chồng chút có nhạc rồi cả nha. Người ta cao ok. Chắc vô trong đó chắc nên không có quay được nha cả nha. Có dính nên cũng không quay được luôn. Có nhạc, ta mở nhạc. Đây, ngưng ngưng. Đó dính con kìa. Đây em, ở trong đó. Em đang gục gom á. Nhớ chỗ đó, họ đặt lại. Chỗ đó nó chạy xuống. Rồi, nãy giờ hai chồng nên cũng đã thăm xong hết số 7 rồi nè cả nhà. Thì đây, chút nhỏ chừng 1 ký, chắc không tới 1 ký đâu. Thì kệ nên độ cỡ 1 ký chút nhỏ à. Với cỡ ba cái ngoài 4 ký chuột lớn nữa nha. Ba cái ngoài chuột bự bự không à cũng im ha. Ba cái ngoài rồi nên cũng hẹn cả nhà lại sáng nay nha. Sáng nay nào nên có đi thăm nữa nên sẽ quay tiếp cho cả nhà xem. Thì nên cũng xin chúc cho cả nhà có một buổi tối thật nhiều hạnh phúc bên gia đình nha. Rồi chúc cả nhà ngủ ngon và mơ nhiều giấc mơ đẹp. Bye bye cả nhà. Rồi chào các bạn. Hai vợ chồng nên xin chào cả nhà nha. Rồi giờ này cũng đã sáng rồi nha. Hai chồng nên
đi gom lợp nha. Nói chung ra nãy giờ nên hai chồng nên gom nãy giờ cũng gần xong rồi cả nhà. Đó, giờ này cũng đã sáng rồi. Nhìn cảnh buổi sáng quang bình nhìn đẹp nha. Đó, để nên quen chồng ha. Này nguyên cái ao bự dữ lắm nha. Cái ao ta nuôi cá bự kinh khủng luôn á. Mới mờ mờ trời à. Cái chỗ đỏ đỏ đó là mặt trời rú lên đó. Bà xã anh thì đi trốn trước rồi kìa. Nãy giờ thì nói chung là sáng giờ hai chồng anh gom cũng muốn xong chứ này. Cũng gần xong rồi cả nhà. Rồi. Bây giờ nên tạm ngưng máy đây ngay nha. Nên cũng xin chúc cho cả nhà có một ngày mới thật nhiều may mắn luôn nha. Thì chuyện nào để chuyện nào nên gom xong á. Thì nên sẽ tổng kết cái số chuột bữa nay chiến lợi phẩm được nhiều ha cả nhà. Giờ là chỉ đi sáng nay là giờ là đi thu gặp đi kiếm tiền về đó. Rồi thì bây giờ để nên ngưng máy đây nha, để đi gom tiếp riết cho xong cả nhà. Thì nào gom xong thì nên sẽ quay tiếp cho cả nhà xem. Rồi hai chồng nên gom cũng xong rồi nè cả nhà, cũng đã thu gọn chiến trường. Tới hai chồng nên ngủ đây nè, thu gọn chiến trường cho anh đó. Đó hầm cá đó, này đợi chuyện nữa nước nó bơm nước đặt nó mới im kia nha. Nữa nó lên nước cái nha, đặt đã nay cũng khá khá cái nha. Tối đâu mười mấy một giờ nên đảo một vòng được có mấy con. Được 2, 4, 6 con bự với mấy con nhỏ nữa. Tối là làm đó đó. Còn này là dắt đầu hôm nữa nha. Dắt đầu hôm được nhiêu nè. Nào máy được để đó đi. Chút nhỏ này 2kg không ta? Nhỏ cũng ký ngoài 2 kg á, cả 2 kg á. Dạ thấy gì đó nằm nguyên cục trong gom á, cả 2 kg đó. À, đổ vô cục bự đó đó đi. Đường hồi xác cái này qua luôn. Trời cũng mặt trời cũng lên rồi cả nhà. Xung quanh đồng ruộng bao la, bữa nay không biết đặt cánh nào nữa nè, để tranh thủ đi sớm sớm vô đi dò chỗ coi nha. Chứ này nên cũng không biết đặt chỗ nào nữa. Nên đặt vòng vòng đây không hai ngày dính cũng yếu xịu. Cái đồng bên kia không biết lên nước chưa, để nữa nên chạy qua cái đồng bên sông bên kia coi thử coi. Nghe nói bên đó nghe người dân đây đã nói bên kia chuột nhiều lắm đó nha. Nhưng mà nên chưa qua đó nên cũng chưa biết. Để anh rảnh đi sớm thì nên đi dò thử. Ở bển thì người ta cắt sóng trơn rồi, người ta đang bơm nước dịch này. Chuột bành bành không? Mới cắt lúa tràn đặt chuột giái nhiều. Con nào con nói chà bá hình. Chừng 6 con là chắc ký quá. Nay nhiều hơn qua quá. Nay tính chuột bự chuột nhỏ luôn chắc cũng cũng 8-9 ký với cả nhà. Rồi mời có hơn.
nếu tính chuột bự nhỏ luôn, bự nhỏ luôn cho cái gai chọc. Chuột bự kiếm 7-8 kg phải gu rồi. Rồi thôi để nên tạm dừng này, dừng ra ngay nha, để đứng quay hoài cũng mất thời gian. Rồi nên sắp xếp ba cái lạp vô, rồi chở đem vô trong gửi trong nhà người ta cái nha, gửi trong đó, đó. Gửi ba lạp trong nhà người ta, còn ba giỏng này nè thì nên trở về. Rồi thôi giờ nên cũng xin chân thành cảm ơn cả nhà cũng đã bỏ thời gian theo vợ chồng nên trải nghiệm đi thăm những cái bãi nha. Mong rằng cử sao kiếm chỗ khác sẽ ngon ngon hơn cái này nữa ha cả nhà, làm sao mà đầy được hai gọng này nè cả nhà rồi mới sướng. Rồi nếu cả nhà thấy hay á thì nhớ cho vợ chồng nên xin một like và một đăng ký nha. Vợ chồng nên cũng xin chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều luôn, nên cũng xin hẹn cả nhà lại video sau nha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ, bye bye cả nhà.